thời gian các cháu không phải được tìm hiểu nhau, cũng có một thời gian chúng tôi tìm hiểu nhau cho đến nay cũng đã chín mùi, các cháu đã xác định kết duyên vợ chồng trăm năm. Hôm nay đây là ngày lành tháng tốt được ủy quyền của ông Vương và bà Quyên. Hôm nay được sự ủy quyền của các cụ, các bà của họ nhà trai đại diện, hôm nay chúng tôi lên đây cũng xin báo cáo với các cụ, các ông, các bà là có các bác và các cô gì và các cậu và các cháu trong họ nhà trai có ai cũng được luôn sức khỏe, tình cảm, tương lai của bạn không biết. Tôi bối ngày ngày hài lắm, nàng ơi anh tới anh đón em về khách tình trăm năm. Yêu thương nhau từ lâu mà anh chỉ muốn yêu lại từ yêu đâu. Yêu em khi còn thơ, yêu cho đến khi ăn lòng bạc hàn đâu. Em ơi em đừng lo, kề bên em luôn luôn có anh. Thề một câu khi yêu là cười. Đến bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho bước em về làm dâu. Hai đứa sau này làm giàu. Tình yêu, tình nghĩa vợ chồng trăm năm thì không thể thiếu được những món quà yêu thương, những món quà hạnh phúc mà họ sẽ trao cho nhau. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và sau đây xin được trân trọng kính mời chú rể Đăng Đông hãy cùng trao cho người vợ yêu thương của mình, đó là cô dâu Hoàng Điệp, chiếc nhẫn tình yêu trong ngày vui, ngày hạnh phúc. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và trong ngày vui, ngày hạnh phúc hôm nay, hai chiếc nhẫn tình yêu được ví như một hình tròn. Chiếc nhẫn này không có điểm đầu và cũng không có điểm cuối. Và một khi chiếc nhẫn tình yêu được đeo lên phía ngón tay giáp út, nơi mạch máu chảy về phía con tim, sẽ là minh chứng tình yêu hạnh phúc của hai bạn trẻ trong ngày vui hôm nay. Và sau đây chúng tôi xin phép được mượn lại bó hoa tươi thắm của cô dâu một chút để cho chú rể trao chiếc nhẫn tình yêu được yêu thương trọn vẹn hơn. Và để thêm mà đông đủ ý nghĩa và yêu thương thì chúng tôi cũng xin phép được mời chú rể hãy cầm trên tay của mình chiếc nhẫn đầu tiên. Và xin mời chú rể hãy cùng thực hiện một thao tác nho nhỏ ý nghĩa yêu thương ngày hôm nay, là chú rể sẽ cùng thực hiện một nghi lễ, đó là quỳ một gối trước sân khấu để chúng ta thể hiện với màn cầu hôn hạnh phúc ngày hôm nay, được không ạ? Vâng, một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho chú rể đấy ạ. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị. Vâng, kính thưa với toàn thể quý vị thân mến, đúng là hôm nay là lễ tơ hồng, chúng cho Long Phục Quảng Minh đời đời. Mà đúng là dù cho vật đổi sao rời, tình chồng nghĩa vợ tháng ngày ta có nhau. Mà chưa được nhẫn trao tay một chút này để làm tin, dù mai lên thác xuống gành, tình chồng nghĩa vợ tháng ngày ta có nhau. Và xin mời cô dâu hãy cùng trao lại chiếc nhẫn tình yêu cho chú rể của chúng ta. Trân trọng kính mời. Mến là vừa rồi hai bạn trẻ Đăng Đông và Hoàng Điệp đã cùng trao cho nhau những cảm nhận yêu thương trong ngày vui hạnh phúc với sự chứng kiến của tất cả quý vị ngày hôm nay. Vậy xin mời tất cả quý vị đi ạ, chúng ta hãy cùng đổ một tràng pháo tay thay cho những pháo chúc mừng, được không ạ? Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Chúng ta ạ, chúng tôi được vì thế mà khi nào chúng tôi nụ hôn là kết thúc của năm 21 ạ, khi nào chúng tôi đến 21 thì cô dâu mới rể mới được nụ hôn nhau đấy ạ. 1, 2, 3 bắt đầu. Một tràng pháo tay thật lớn của tất cả quý vị ngày hôm nay, được không ạ?
Vâng, xin cảm ơn toàn thể các cô gắng và toàn thể quý vị cũng như các bạn trẻ nam nữ thanh niên rất là nhiều. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc của hai bạn trẻ của chúng ta ngày hôm nay, để sau này các bạn có tổ chức hôn lễ cũng như dòng gia đình, các bạn những người làm chương trình như chúng tôi không phải hướng dẫn cho tất cả quý vị như tất cả bạn trẻ hôn nhau nữa, đúng không ạ? Bánh này thì vỏ trắng ruột hồng, bánh này từ nghĩa hương nồng tình yêu, mà bánh này thì ấp ủ bao điều tình chồng nghĩa vợ tháng ngày ta có nhau. Và đúng là tay bưng thì đĩa muối chấm gừng, gừng tay mới mặn xin đừng quên nhau. Xin thật trân trọng kính mời chú rể hãy cầm chai rượu hồng đầu tiên của mình lên để về cùng chú rể hãy cùng bóc phiến em bạc ở phía bên ngoài và mở chiếc khóa an toàn, và sau đó xin mời chú rể hãy cùng lắc thật mạnh chai rượu và mở nắp chai rượu ngày hôm nay để ta rót lên những ly rượu hồng hạnh phúc mà chúng tôi đã chuẩn bị. Trân trọng kính mời tất cả quý vị. Và chúng tôi cũng xin phép được trân trọng đến toàn thể các cụ, các ông, các bà, toàn thể quý vị khách quý. Chúng ta hãy cùng cầm chai, bật nắp và rót cho mình những ly rượu hồng hạnh phúc để trao cho nhau những ánh mắt yêu thương, trao cho nhau những ánh mắt nụ cười nồng thắm. Trân trọng kính mời tất cả quý vị. Chưa.